chơi gì thế? Thằng này nó cắn nhau rồi à? Tiểu Huy, ngói lâu ngày nó cháy xệ xuống đây hết rồi này. Bảo sao có một trận mưa mà ướt hết cả nhà. Xây năm 1986, tên cả tuổi 3, khá là lâu rồi. Trời mưa to, gió to là dễ rơi vào đầu lắm TV ạ. Phải cẩn thận này, này. Thank you.
phải ra đây. Xuống đi. Không chơi nhá. Tìm ngoan nào. Đi xuống nào. Không được trèo lên thang đâu. Nguy hiểm nhá. Đi vào trong nhà chơi đi. Lát nữa bà làm xong rồi bà lại đi về nhá. Sao không? Đi tránh đi nhá. Trời, ngoi gãy mục hết rồi này. Nhiều quá. Bà cũng không để ý nữa. May là không sao nhá. Trời ơi, đoạn này ngoi gãy hết rồi. Kèo này nó gãy mất rồi. Sao bây giờ? Sửa là mất khá nhiều thời gian, khá nhiều công đoạn đấy. Đồ này nó bục mặt rồi. Ôi giời, bục mặt hết rồi. Thank you.
Chị cứ ngồi im nhá, để mà nhập lên nhá. Nó rơi xuống cũng mày là không rơi vào người ấy nhá. Khô ráo rồi, TV ra ngoài chơi được mà.
đi xuống nhà nào. Xuống nhà và rửa tay chân rồi và làm đồ ăn cho. Đi, nhớ lên.